Lan Hải Hana, xin chào cô chú anh chị yêu Lan trên mọi miền Tổ quốc. Số điện thoại đặt hàng của bên em là 0973 916 556. Hôm nay em lên phiên bán hàng để phục vụ cô chú anh chị yêu Lan của mình. Và hôm nay thì em có một loại Lan Hải được nhập từ Thái Lan về, đó chính là Moli Xanh. Moli Xanh thì nó là một hàng lai tạo, nó bông của nó rất là duyên dáng và đáng yêu, thì cũng và mà đặc biệt là nó có thể sống ở nhiệt độ nóng khá tốt, phù hợp với khí hậu ở Việt Nam. Đây là mặt hoa của Moli Xanh đây ạ. Đây, cô chú anh chị mình có thể nhìn thấy nó giống như là Vân Nava của mình. Và mặt lá thì vô cùng đa dạng cho cô chú anh chị mình lựa chọn. Đây, tất cả các chậu của em ở đây đều là hàng có nụ để phục vụ cho cô chú anh chị mình chơi hoa trong cái dịp này. Đây, mỗi cây là có một vân lá hoàn toàn khác nhau, không có cây nào giống với cây nào hết. Đó. Này. Cô chú anh chị mình có thể thấy cái cần nó xanh ngắt luôn. Đó chính là được lai tạo từ Vân Nam Va nên là cái cần của nó rất là xanh ngắt luôn đây. Đây cô chú anh chị mình có những nhìn thấy tất cả các chậu ở đây thì mỗi chậu đều có một vân lá khác nhau và mang một vẻ đẹp khác nhau. Do Moli Xanh đó là được hàng được lai tạo, được trồng từ hạt nên là cây rất là khỏe, lá cứng cáp. Đây, đây là một cái nụ nó đã rất là lớn rồi. Đây, cô chú anh chị mình có thể thấy cái độ xanh của nó. Đó. Vào cái mùa hè nắng nóng này mà chúng ta ngắm được cái màu xanh này thì sẽ giúp cho cảm giác thể thoải mái hơn rất là nhiều đấy ạ. Em sẽ đi quay sơ một vòng cho cô chú anh chị mình xem ha. Tất cả các chậu ở đây đều không bị lỗi lá. Nếu hôm nay thì cô chú anh chị mình đặt hàng á, thì em sẽ có một chương trình ưu đãi thế này. Do là bây giờ khu vực miền Bắc và miền Trung đang bị nắng nóng nên cô chú anh chị mình có một phần e ngại là khi vận chuyển thì cây sẽ bị hư nụ. Nhưng mà trong quá trình vận chuyển nếu mà bị hư nụ á, thì em sẽ giảm 25% giá trị đơn hàng, hoặc là giảm 35% cho một đơn hàng sau nếu cô chú anh chị mình nhận cây mà bị hư nụ. Nên là khi mà vận chuyển thì em sẽ đảm bảo là nụ tới nơi cô chú anh chị mình vẫn còn tươi và để cô chú anh chị mình có thể chơi hoa được. Giá bán cho một chậu Moli Xanh này có giá là 250.000 một chậu, và khi cô chú anh chị mình mua từ 2 chậu trở lên em sẽ miễn ship cho cô chú anh chị mình. Và em nhắc lại một lần nữa, số điện thoại đặt hàng của bên em là 0973 916 556. Cô chú anh chị mình đặt hàng hãy liên hệ vào số điện thoại hoặc kết bạn Zalo của em ạ. Em xin cảm ơn và chào tạm biệt.